Chào các bạn, Jolly đây. Chào mừng các bạn đã đến với video của ngày hôm nay. Trong video này, Jolly sẽ hướng dẫn cho các bạn cách điêu khắc trên người thật để các bạn có thể hiểu hơn về cách căng da, cách tạo sợi, cách ủ mực trên người thật như thế nào và làm sao để tạo ra được những sợi khắc nhỏ nhất, tự nhiên nhất và giữ sợi tốt nhất sau khi bong. Không để cho các bạn đợi lâu nữa và giờ chúng ta hãy vào video. Sẽ tiến hành ủ tê bằng tê kem. Và trong video này Jolly sử dụng là TK TX. Tip của TK TX là như thế này nha. Bôi hai bên đầu chân mày. Bôi hết toàn bộ chân mày. Và các bạn lưu ý khi ủ tê, chúng ta không phải là ủ theo những cái sợi lông mọc ở phần phía dưới đuôi mà chúng ta phải hình dung được cái dáng để chúng ta ủ á, nó ăn hết cái vùng mà chúng ta khi mà chúng ta làm. Vì khi các một số khách phần đuôi chân mày rất thấp mà các bạn ủ dưới này thì tới khi chúng ta làm á, chúng ta có thể là nâng đuôi lên thì phần đuôi này á không có tê thì khách hàng sẽ dễ bị đau, cho nên chúng ta phải hình dung được dáng và bôi tê lên vùng chân mày. Như bạn này á, phần đuôi chân mày rất là thấp cho nên tí nữa Jolly sẽ tiến hành nâng đuôi lên để tạo chân mày tốt hơn hoặc phong thủy hơn đối với bạn. Sau khi bôi tê xong, chúng ta sẽ tiến hành dùng ni lông để ủ tê lại. Các bạn có thể dùng cuộn bao thực phẩm như thế này, nó sẽ mỏng và dễ ủ hơn là so với cái cuộn ủ mà bán ở ngoài tiệm mà dụng cụ y khoa, ở những dụng cụ và phun xăm. Vừa nhỏ gọn lại tiết kiệm chi phí hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ tiến hành ủ tê kem này trong vòng 30 phút. Sau khi đủ 30 phút ủ tê, giờ Jolly sẽ tiến hành vẽ chân mày. Thì tùy theo người kỹ thuật viên, có bạn á thì họ hay tém những cái sợi lông mọc ngoài trước rồi họ mới vẽ. Nhưng mà đối với Jolly á, sợ đôi khi có một số khách chân mày mọc cao thấp hai bên không đều, thì sau khi mình vẽ xong thì mình mới tiến hành là cạo tém những sợi lông mọc ngoài khung để giữ những cái sợi lông nhiều nhất cho khách hàng. Rồi đầu tiên mình sẽ lấy hai điểm đầu chân mày. Hai điểm đầu chân mày này sẽ tính từ trong khóe mắt lấy vào từ 3 đến 4 ly. Rồi các bạn sẽ lấy đối với bên còn lại, nhớ canh hai bên cho đều nhau. Và từ những cái điểm này mình lấy, mình sẽ tiến hành là gióng lên. Gióng lên như thế này. Và đối với bên còn lại. Xong sau đó mình sẽ tiến hành lấy điểm đỉnh chân mày. Điểm đỉnh chân mày sẽ từ cánh mũi, giữa mắt và đỉnh chân mày. Cánh mũi, đuôi mắt, ta sẽ được đuôi chân mày để nhẹ trên bề mặt da. Và nhớ là cây thước chỉ này các bạn để một cây bút chì để trên phần chỉ này để chúng ta có thể đánh dấu lấy được điểm. Đối với bên còn lại mình sẽ không dùng thước chỉ nữa, và giai đoạn này mình sẽ dùng thước mỏ vịt. Thì thước mỏ vịt này các bạn sẽ đánh dấu trên đầu mỏ vịt như thế này. Để nhẹ lên bề mặt da thôi, không căng ra như thế này nha là sai. Để nhẹ lên bề mặt da. Nếu như điểm mà trong quá trình chúng ta lấy bị nhạt, các bạn có thể đánh dấu lên ha. Các bạn đánh dấu lên đây. Để nhẹ ra. Khi chúng ta vẽ luôn luôn là phải căng da ra. Tương tự đối với bên còn lại. Chúng ta đã được 3 điểm dọc.
Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ lấy 3 điểm ngang. 3 điểm ngang tức là điểm khung chân mày dưới, khung chân mày trên và điểm đỉnh chân mày. Các bạn nhớ là luôn luôn để cái thước chỉ này song song với trục mắt. Và nhớ là ôm vào sợi lông thật của khách nhiều nhất có thể để nhẹ trên bề mặt da. Và tiếp theo là điểm đỉnh chân mày. Bạn này có xếp lông á, nó hơi thấp và hơi ngang, chúng ta sẽ không làm dán chân mày quá cong thì sẽ những cái sợi lông á nó sẽ quá mặt ngoài chân mày. Cố gắng đi vào sợi lông thật của khách nhiều nhất có thể. Vì bạn này rất là còn trẻ và mình sẽ làm cho có khung dáng và nó không bị quá dữ hoặc quá già. Cho phần đỉnh lên nhẹ một xíu. Cố gắng đưa cái thước chỉ của chúng ta song song xuống bề mặt da. Sau khi mà chúng ta đã được 3 điểm dọc và 3 điểm ngang thì chúng ta sẽ tiến hành nối điểm lại với nhau. Nối điểm sẽ từ điểm đỉnh chân mày. Nối điểm sẽ từ điểm từ đầu chân mày tới đỉnh chân mày. Để nhẹ trên bề mặt da. Như thế này chúng ta đã được điểm. Và chúng ta sẽ làm đối với bên còn lại. Các bạn nhớ để cho đúng điểm nha, chứ ta không để trên cao và chúng ta cua như thế này là sai. Từ đầu chân mày tới đỉnh chân mày. Và đối với điểm đuôi, các bạn lưu ý cho Jolie. Các bạn sẽ, ở đây là cái điểm đầu mà chúng ta là điểm chúng ta đã lấy là điểm khung chân mày dưới. Thì ở phần này các bạn có thể là nhắm bằng mắt. Các bạn nhắm bằng mắt. Làm sao cái điểm đuôi chân mày không được thấp hơn so với điểm đầu chân mày. Nếu thấp hơn thì làm cho gương mặt của người ta sẽ rất là buồn, làm cho gương mặt khách buồn và sẽ nhìn nó không tốt cho phong thủy. Cho nên cái điểm đuôi của chúng ta nó sẽ bằng hoặc là trên một ly, 1 đến 2 ly, không được quá, không được bằng đối với khung chân mày trên thì dáng chân mày của chúng ta sẽ bị vết. Nếu như ở đây là điểm khung chân mày trên và nếu như các bạn vẽ bằng như thế này thì dáng sẽ vết và không đẹp. Cho nên nó chỉ bằng điểm khung chân mày dưới ở đây thôi nha. Và chúng ta sẽ nhắm bằng mắt là chính xác nhất. Tập nhìn bằng mắt. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành nối điểm lại với nhau. Và nguyên tắc của nối điểm ở đây, các bạn sẽ, ở đây Jolie sẽ vẽ trên trắng một xíu cho các bạn hiểu. Các bạn sẽ không để một cái đường cụp như thế này, mà sẽ là đường cong lên và vuốt nhẹ ở phần đuôi. Nó hơi ngang ngã một xíu. Cong lên và hơi vuốt nhẹ ở phần đuôi nha. Rồi, giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta đánh dấu một cái dấu cộng ở đây. Đi nhẹ nét chì. Căng da ra khi chúng ta vẽ. Sau khi vẽ xong, các bạn chú ý xem thử nét của chúng ta nó đã đều chưa hay bị to nhỏ không đều dáng chân mày thì chúng ta sẽ tiến hành chỉnh nhẹ lại.
Nhưng có tém tém những nét, một số điểm bị lồi điểm để cho phần đường của chúng ta nó được sắc nét hơn. Bây giờ chúng ta đã vẽ xong hoàn tất một bên rất là nhanh và đơn giản. Các bạn luôn luôn lưu ý là để gương mặt của chúng ta song song với gương mặt của khách hàng. Vì hiện tại á, Jolie đang quay lại video cho nên Jolie sẽ cố gắng ngồi nghiêng qua một bên để các bạn có thể nhìn góc độ, các bạn có thể nhìn chính diện vào gương mặt của mẫu, các bạn có thể nhìn thấy được tốt hơn. Đối với bên còn lại mình sẽ làm tương tự như vậy. Căng ra, căng da ra khi chúng ta đi nét chì. Sau khi vẽ xong thì Jolie sẽ tiến hành tém những sợi lông mọc ngoài chân mày. Các bạn tém lưu ý là phải căng da ra khi tém nha. Giờ chúng ta sẽ tém với bên còn lại. Sau khi tém xong thì giờ các bạn cũng đã thấy chân mày của mình bây giờ đã nổi bật lên, đã sắc nét và đã cân đối hài hòa. Thì giờ chúng ta sẽ tiến hành là khắc tạo sợi trên phần khung chân mày này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là đi sợi, các bạn phải căng da. Nguyên tắc của điêu khắc là các bạn phải căng da, căng cứng bề mặt da, tuyệt đối không được để da dùng mà chúng ta đi. Sợi đầu tiên sẽ nằm trên đúng đường khung. Và Jolie sẽ tiến hành đi những sợi chính trước. Và những sợi này sẽ nghiêng hình chữ ngã. Luôn luôn nhớ là dùng ngón cái để xoay, chúng ta không được dùng thân người của chúng ta xoay là sai. Chúng ta phải dùng là
ngón tay cái để xoay, tạo ra được những cái sợi lông mềm mại tự nhiên và thổi hồn vào cho từng sợi khác. Căng da ra đi. Khi các bạn để da dùng mà đi thì dễ sâu kim, lực tay không đều và sợi đó sẽ dễ bị tùy sợi sau khi làm xong. Những sợi này nghiêng hình chữ ngã nha. Chia khoảng cách sợi cho đều nhau. Và sợi cuối cùng sẽ nằm trên đường spiral. Giờ sẽ là những sợi phụ sát với sợi chính. Sợi phụ này nó sẽ nghiêng về đường thẳng hơn một xíu, ôm sát với sợi chính. Điêu khắc rất là nhanh, nhưng mà đòi hỏi các bạn phải nhớ nguyên tắc sắp sợi, sợi sắp cho đều nhau. Và đối với điêu khắc muốn giữ sợi được tốt, thường thì điêu khắc nó sẽ hơi rươm rướm máu và nước mô ra một xíu thì giữ sợi nó sẽ tốt hơn. Không được điêu khắc quá sâu sẽ bị tòe sợi, to sợi. Và tiếp theo là những sợi ôm theo đường xe bay. Căng da ra. Luôn luôn là đối với điêu khắc các bạn phải nhớ căng da ra khi chúng ta đi. Nếu các bạn căng da ra không được thì sợi nó sẽ không có đẹp nha, và dễ bị tòe sợi sau khi làm xong. Sau khi mà mình làm những sợi đầu, bây giờ mình sẽ tiến hành làm ở phần sợi đuôi. Căng da ra. Ngô Úc, đây gọi là căng da 3 chiều nha. Chia khoảng cách sợi đều nhau và lực đi phải đều, không được chỗ mạnh chỗ nhẹ, chỗ sâu kim thì sợi bong ra nó sẽ không giữ mực được tốt. Thì với kỹ thuật đi mà lực đều tay như thế này thì sợi sau khi làm xong giữ đến 95% sau khi làm xong. Tiếp theo là sợi đỉnh, các bạn phải ôm được hết sợi đỉnh như thế này. Chia khoảng cách sợi đều nhau. Và cuối cùng là một sợi. Để phần đầu này tạo sợi cho tự nhiên, có những sợi lông con mọc ra ngoài, thì Jolly sẽ tiến hành đi cái phần sợi đầu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lau ra xem kết quả như thế nào.
Việc lau như thế này giúp cho các bạn kiểm tra được sợi tốt nhất, xem thử có những chỗ nào chúng ta đi bị trống sợi hay không, thì chúng ta có thể chêm sợi ngay lập tức vào. Và sau khi một lần đi thì các bạn cũng đã thấy có những sợi lông rất là đều và tự nhiên trên sợi lông thật của bạn. Và giờ mình sẽ tiến hành là ủ mực để mực vào tốt nhất, no sợi mực, mực sau khi bông. Những cái sợi khác sau khi bông sẽ giữ được sợi tốt nhất. Các bạn cũng đã thấy nhìn sự khác biệt giữa chân mày bên đã làm và bên chưa làm. Bên đã làm thì nhìn rậm rạp hơn, đầy đặn hơn theo sợi, theo cái khuôn mọc, nhưng mà nó không có bị đóng khuôn, nó không có bị to, nó không có bị những cái đường khuôn nó sắc nét. Với phương pháp này sẽ tạo ra được những sợi lông tự nhiên theo sợi lông thật của khách hàng và đem về sự tự nhiên nhiều nhất có thể. Giờ chúng ta sẽ tiến hành ủ mực. Và cách ủ mực như sau, các bạn sẽ dùng hai ngón tay này căng da lên để nở lên những sợi khác, và chúng ta sẽ đẩy ngược chiều lông. Đẩy ngược chiều lông từ đuôi vào đầu chân mày. Và lúc này khi chúng ta ủ mực thì khách hàng sẽ cảm giác là rát, mực đang vào. Ủ mực trong vòng 20 phút. Căng da ra khi chúng ta đi. Chia khoảng cách sợi đều nhau. Sợi cuối cùng nằm trên đường bụng. Bây giờ chúng ta sẽ đi những cái sợi sát với sợi chính. Sợi này nó sẽ hơi bo tròn, hơi bo vào cái sợi chính nha, cong nhẹ vào. Và sợi tiếp theo ôm theo đường sợi bài. Điều khác nếu đúng giữ đúng lực thì nó sẽ hơi rướm rướm máu một xíu như thế này, không ra quá nhiều máu hoặc là không ra miếng máu và nước mô nào thì sẽ khó giữ sợi khắc được hơn. Và đối với điêu khắc các bạn đi chậm thôi, không được đi nhanh. Các bạn đi nhanh dễ bị sai sợi. Và khi mà chúng ta chấm mực á, thì vừa đi vừa chúng ta đi chậm chậm thôi, thì mực nó sẽ có thời gian xuống hơn, giữ mực được tốt hơn. Và ở phía ngoài chúng ta sẽ tiến hành đi những cái sợi chia chính giữa sợi nha. Chia đúng chính giữa vào. Và giờ chúng ta sẽ tiến hành đi phần sợi đuôi. Ở đây nó trống một xíu, cho thì sẽ thêm một sợi mini ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi sợi đuôi. Chúng ta
lỡ chấm quá nhiều mực thì các bạn để con dao vào trong cái thành của nhẵn đựng mực nha. Khoảng cách sợi cho đều nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đi thêm vài sợi đầu. Chúng ta sẽ banh ra những sợi khác xem thử có những sợi nào mà bị trống sợi hay không. Như các bạn cũng thấy thì sau khi mà làm xong thì đã đem về một đôi chân mày rất là tự nhiên cho bạn này. Do bạn này còn trẻ cho nên Trolley chỉ tiến hành là tạo sợi trên phần khung của chúng ta đã vẽ. Và đối với cái khi mà các bạn khắc sợi, các bạn lưu ý đi những sợi lông nó cong nhẹ, không được quá thẳng hoặc là quá cong, nó sẽ bị giã sợi và thổi hồn vào từng sợi khác để giống như sợi lông thật nhất có thể. Các bạn hãy luyện tập thật tốt bài này lên trên người, các bạn có thể tập làm chủ cán khắc và cách căng da giống như trong video của Jolie. Và trong quá trình các bạn luyện còn khó khăn, còn vướng mắc gì thì hãy cứ liên hệ với Jolie qua số điện thoại Zalo 0937 37 3396. Xin chào các bạn.